Hí, hai mình là sau đây, mình xin chào tất cả các bạn nha. Ố la la. Hí, các bạn ơi, ngày hôm nay đã là mùng 4 rồi. Nó hoa nhà mình vẫn còn nở đỏ rực, hoa mai còn luôn nè các bạn. Ngoài sân trước cửa nhà mình nè. Đó. Thì nghe đồn, ngày hôm nay đối với tất cả các bạn, mùng 4 đã là hết Tết rồi. Nhưng mà đối với mình, còn mùng là còn Tết. Không biết là những ngày qua các bạn có nhận nhiều bao lì xì không ta? Các bạn chia sẻ nhỏ nhỏ với mình ở dưới phần comment cho mình biết với nha. Sau nhiều ngày qua chán ghét với cái món thịt heo kho rượu thì ngày hôm nay mình đã quay trở lại với những cái món ăn ẩm thực sáng tạo của mình. Đây nè các bạn ơi, vừa qua thì mình đã tìm mua được cái này là nguyên một tảng thịt của đà điểu các bạn. Lần đầu tiên mình mới mua được và chứng kiến ngoài đời thấy thịt đà điểu nè các bạn ơi. Đó, nhìn nó đỏ đỏ y như thịt bò vậy á. Nhưng mà cái khứa mỡ của nó sang kẽ nhìn rất là đẹp mắt luôn. Mình mua cái này là hết 150 á các bạn. Nhiêu đây nè, không biết được nửa ký không ta? À, nửa ký các bạn. Ngày hôm nay mình quyết định mình sẽ lấy cái miếng thịt đà điểu này, mình sẽ nướng và chấm muối ớt siêu cay, ăn coi thử nó như thế nào nha các bạn ơi. Các bạn hãy theo chân mình nhé. Và nếu các bạn nào thấy clip ngày hôm nay mình hay, nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để cho mình có động lực để có thể tìm ra những món ăn mới lạ độc để cho các bạn xem nữa nha. Đi thôi nào. Thánh Thành, ok các bạn ơi, đầu tiên bây giờ mình phải đem cái miếng thịt đà điểu này đem đi rửa thật là sạch nha các bạn. Ok các bạn ơi, đây thịt đà điểu mình đã rửa sạch rồi các bạn. Thì rửa ra thì mình mới thấy được đây là hai miếng nó nhập đôi rồi các bạn ơi. Một miếng thì nó dày như thế này nè. Đó, nhìn thì cứ tưởng như thịt bò các bạn ơi. Đỏ ao à. Rất là đã luôn. Này thì như cái lưỡi heo. Đó, thì bây giờ mình sẽ ướp với lại sốt thịt nướng nha. Đổ vô cái thau. Wow. Bây giờ chúng ta sẽ gới đều lên nha. Miếng thịt nó rất là đẹp luôn các bạn ơi. Giờ chúng ta sẽ trộn đều lên. Dạ. Đỏ ao luôn chị em ơi. Này chúng ta phải dùng tay các bạn ơi. Nó mới thấm được. À, thịt mình đã ướp xong rồi các bạn. Giờ mình sẽ để đây cho nó ngấm gia vị khoảng nửa tiếng nha. Thì đây giờ mình sẽ bỏ miếng cái thịt đà điểu của mình lên bếp lửa mình nướng nha các bạn. Dạ, thịt nó đã ngấm rồi nè. Quá đã luôn. Ayo, wow. Thêm một miếng này nữa. Cái kia là nóng. Wow. Đây là thịt đà điểu mình đã nướng xong rồi nè. Còn đây là cái dĩa muối ớt siêu cay của mình nè các bạn ơi. Tiểu Bim Bim đuối của chúng ta thì ngày hôm nay bận chiếc áo bà ba bữa mùng 1, mình bận cho Bim Bim chụp hình nè các bạn. Bữa bận chụp hình chứ chị ta chưa có sẵn sàng khoe trên bàn ăn. Ngày hôm nay mình bận cho chị nè các bạn ơi.
mới có mấy ngày ăn Tết thôi mà chỉ uống nu uống nặng bạn, cái áo da bà ba nó chặt nứt luôn rồi các bạn ơi. Quá trời cái dòng eo chị ơi, chị Bim Bim ơi. Thôi bây giờ hai chị em mình sẽ cùng nhau thưởng thức nhé Bim Bim. Đó. Thì ngày hôm nay mình ăn nguyên cái tảng này, mình sẽ ăn trời. Mình sẽ ăn theo cái phong cách Tây Âu. Đó, chúng ta sẽ có nĩa và có dao. Đó, Bim Bim phái phái không Bim Bim. Hôm nay chúng ta ăn theo cái phong cách quý sĩ tộc nha chị Bim Bim. Mê chưa? Đó, giờ mình sẽ lấy dao nè các bạn. Mình sẽ cắt thử miếng ngoài này coi. Thử coi cái thịt cái này là đà điểu của mình coi nó ngon không nha các bạn. Nó hơi cứng đó các bạn ơi. Ôi da. Wow. Cứng và dai. Úi, phía bên trong này các bạn ơi, thịt nó sớ sớ như thịt bò vậy á. Wow. Ở bên trong nó còn hơi nước nữa các bạn ơi. Đó. Còn mọng nước nha. Để mình nướng nguyên tảng á. Để cắt ra. Wow. Rất là phê luôn các bạn ơi. Đây xin mời các bạn miếng thịt đà điểu nướng với mình nha. Ý chấm muối ớt nữa. Đây xin mời các bạn miếng thịt đà điểu nướng với mình nha. Chấm 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 nha Bim Bim. Đây xin mời các bạn nha. Wow. Thử ngọt rồi Bim Bim ơi. Ngon. Rất là dai. Nó ngọt. Ngọt hơn thịt bò nữa các bạn. Ăn này y chang thịt con chim cút luôn các bạn. Wow. Tuyệt vời. Mình ăn mình cảm thấy là giống y chang cái thịt của con chim cút mà đem đi nướng vậy đó các bạn. Ở cái này cái hột ớt Bim à. Ủa nó cay kìa. Lần đầu tiên mình ăn cái này luôn các bạn. Nhưng mà cái loại này là cái loại đông đá để xuất khẩu hay sao các bạn. Mình thấy có tiếng Anh nữa. Cực kỳ dai. Thịt nó có sớ sớ luôn à. Ngon lắm Bim Bim. Cực kỳ thơm mà béo. Đã lấy nguyên miếng này cho các bạn xem nè. Trời ơi nó mỏng nước nè. Cái miếng của nó nè. Quá đã luôn á Bim Bim ơi. Hôm nay mình ăn theo phong cách nước ngoài nè Bim Bim à. Wow. Rất đã luôn. Ăn nó giống như thịt chim vậy đó Bim Bim. Này là thịt đà điểu. Nó bự lắm Bim Bim ơi. Mày chưa thấy đâu phải không. Lần đầu tiên ta ăn được cái thịt này luôn nè Bim Bim. Rất là phê luôn á Bim Bim ơi. Rất là đã luôn. Nè Bim Bim ăn thịt đà điểu đi Bim Bim. Mê chưa? Trời ơi chị ăn thịt đà điểu kìa. Nè Bim Bim ăn thịt đà điểu đi. Ngon chưa? Trời chị xích lại đây chị tiểu tử Bim Bim. Xích lại đây này tôi cho chị ăn này chị Bim Bim à. Nè Bim Bim. Trời ơi chị mê thịt đà điểu các bạn ơi. Chị thấy sao? Giống thịt bò không? Giống thịt bò bữa tôi cuộn nấm kim châm chị ăn không? Trời lúc ơi nó ngon chưa kìa. Chị đứng xích đôi qua rồi chị Bim Bim. Qua đây ba. Té bây giờ nè chị xui rồi. Tôi cắt cho chị nè. Mình cắt như vậy chị Bim Bim mới ăn được các bạn ơi. Cái miệng chị xé không có được. Bà chị bà không có găng. Trời ơi quá đã rồi Bim Bim ơi. Xui qua đây tôi cho chị ăn nè. Đã chưa? Ngon ngon chưa? Ê mắc nghẹn chị xui à. Đứng lại đây. Đứng lại đây. Té đó. Nè ăn đi. Dài quá hả? Nè xé ra nè Bim. Nè ăn đi. Trời ơi chị mắc nghẹn các bạn ơi. Nè chị uống miếng nước đi chị Bim. Uống cho thông cổ. Nè Bim Bim. Ê con ong hú hồn hú dí à. Đã chưa? Phê phê chưa? Chưa nữa hả? Đã rồi ha. Ôi ốc ơi. Cái chị này. Nè miếng nó đi. Nè. Thôi tôi để đây cho chị đó. Ô chị Messi kìa. Ki. Để ta lấy miếng này cho chị Messi nghe Bim Bim. Messi ăn thịt đà điểu đi Messi. Nè ăn đi. Có ngon không? Thịt đà điểu đó ăn ngon không Messi? Wow. Mê ly chưa nào.
Sáng nay thì cha mẹ mình đi ăn Tết hết rồi các bạn ơi. Ở nhà mình ở với lại Bim Bim với lại mấy chị chó à. Với lại Mau Mau, mà Mau Mau sáng nay nó mắc đẻ cho nên là nó không ra các bạn. Mời bạn nha. Nó ngon kìa. Ôi dài. Quá phê rồi. Bữa nay không có cảm hứng ăn rau. Bim Bim ăn không? Rau. Chị cũng muốn ăn luôn. Nó hơi khô nữa các bạn. Cái này nó không có mỡ. Cái này là thịt ức hay gì á. Nó dài. Ăn theo phong cách này thiệt là lâu lắc quá các bạn ơi. Để mình sẽ cuộn thêm miếng rau xì lách ăn coi như thế nào nha chị em. Đây nè. Ăn theo phong cách Hàn Quốc, Lai Châu Âu. Có rau thì nhớ ngon hơn. Nó dai lên. Nhai mở miệng. Chị Bim Bim. Trời ơi. Mấy đứa nít hàng xóm mà. Quá xá phê. Rất xả. Quá phê rồi tiểu Bim Bim à. Ăn cái này nhai nó rượu răng. Ăn nước Bim Bim nè. Ăn đi. Chỉ là màu các bạn ơi, nè chị Bim Bim. Chỉ không thèm đụng đĩa luôn các bạn ơi, mời bạn nha. Ăn nhiều cũng ngán. Tại vì nó hơi khô các bạn. Thịt nó y chang là thịt của chim cút là chứ không khác gì hết. Tại vì nó bự cho nó mắt. Cái này là cái thịt ức của nó bạn. Mình mua cái này là 150. Ngay dứt cái răng luôn. Thịt nó sảm vô cái răng. Bữa nay chị bận đồ đẹp rồi. Chị đừng có sửa soạn nữa chị Bim Bim ơi. Dạo này chị ngựa lắm. Chị hay sửa soạn. Ngay nhớ cái răng. Nó lấy cái này xỉ răng. Bim Bim mày có bị dính răng không Bim Bim? Tao lấy này tao xỉa cho này Bim Bim ơi. Không có dính răng hả Bim Bim? Trời ơi. Tôi cưng cưng chị quá hà. Nói chung là ăn cái này á, nó cũng rất là ngon. Nó ngọt hơn thịt bò nữa các bạn. Nhưng mà ăn nhiều á, nó bị sẵn cái răng. Tại vì cái này thịt ức của nó các bạn. Ăn nó nhét cái răng rất là đau luôn. Với lại mình răng thưa nên là nó nhét quá trời giác luôn à. Chắc mình với lại tiểu Bim Bim xin kết thúc clip tại đây để mình đi vô mình xỉa răng các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay của hai đứa mình nha. Nếu các bạn nào yêu quý hai đứa mình, nhớ để lại một like và nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình với lại tiểu Bim Bim thú nha các bạn. Và bây giờ mình với lại tiểu Bim Bim áo vàng. Bye bye. See you Karim. Ê Bim à.